Ngài là Giêsu vinh quang ngời sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tăng trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giêsu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi, tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi, sự sáng cho muôn người. Giêsu vinh quang ngời sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tăng trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giêsu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Dạ, cảm ơn Chúa. Lời đầu tiên gửi lời chào đến hết tại quý mục sư, quý tôi tớ Chúa, một buổi sáng tốt lành, phước hạnh từ chính mình Chúa. Dạ, sáng hôm qua khi chúng ta học, mỗi một chúng ta là chi thể trong một thân. Chúa Jesus Christ là đầu, và Ngài muốn mỗi một chi thể của Ngài làm việc khác nhau. Và bởi ân điển của Chúa, và Ngài cũng muốn chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5. Xin mỗi một chúng ta cùng nhau mở chung lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu số 8. Dạ, Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu số 8 cho đến câu số 14. Tôi xin phép đọc lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 8 chép thế này: Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà của trách chúng nó thì hơn, vì giờ nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng, ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Dạ, cảm ơn Chúa. Trong phân đoạn này, câu số 8 là cái câu gốc mà tôi muốn chia sẻ với cùng hết thảy quý tôi tới Chúa. Câu số 8: Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. Dạ, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. Dạ, trong phân đoạn này và trong câu kinh thánh này, tôi học
với một chủ đề, đó là bước đi trong sự sáng. Đây cũng là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời muốn mỗi một chúng ta là những người đã tiếp nhận và ngày hôm nay cái câu Kinh Thánh, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. Và một cái mạng lệnh của Chúa trên mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta cũng phải biết mỗi một chúng ta là ai, hay là phải nhận thức rằng chúng ta là gì ở trước mặt Chúa. Và câu Kinh Thánh nhắc nhở và giúp đỡ tôi cùng quý vị rằng chúng ta đã từng là những kẻ sống ở trong tối tăm. Ở trước kia, quý vị và tôi cũng ít nhiều chúng ta cũng vi phạm hoặc là sống ở trong sự tối tăm và ở trong sự bóng tối. Và cái bóng tối nó nói đến cái đời sống thiếu sự hiểu biết về chân lý của Chúa. Và chúng ta đã từng không biết lẽ thật và sống ở trong sự gian ác vì đời sống chúng ta bị tội lỗi nó tấn công như là Satan cám dỗ mỗi một chúng ta. Đó là cái điều mà trước kia, nhưng tất cả đều đã được thay đổi ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa, chúng ta bây giờ không còn như vậy, nhưng mà chúng ta nhận thức rằng chúng ta là con của sự sáng lạn. Ngày hôm nay và buổi sáng hôm nay, lời của Chúa chứng tỏ rằng chúng ta bây giờ là con cái của sự sáng lạn. Và Đức Thánh Linh của Ngài đã tái tạo chúng ta nên con cái của sự sáng lạn. Vì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, là sự sáng thật, và Ngài đã khiến chúng ta trở nên người mới theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Người mới theo hình ảnh của Chúa. Nên câu Kinh Thánh nhắc nhở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 rằng: và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Dạ cám Chúa, chính Đức Thánh Linh đã dạy dỗ chúng ta về lẽ thật vì Ngài chính là lẽ thật. Nên chúng ta cần phải bước đi như con của sự sáng lạn. Chúng ta không còn ở trong sự nhút nhát sợ hãi nữa, nhưng chúng ta bước đi ở trong sự sáng láng của Chúa. Và cảm ơn Chúa, việc của chúng ta bước đi ở trong sự sáng láng đó là chúng ta bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Một người bước đi ở trong sự sáng giống như chúng ta đang bước đi ở trong ban ngày. Ở trong Roma đoạn 13 câu 12 câu 14 thì Chúa nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta ngày hôm nay phải bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Và chúng ta làm những công việc công bình hay là công chính, chúng ta không có sự gì mà giấu giếm cả. Đáng khi chúng ta làm những công việc công bình hay là công chính trước mặt Chúa thì chúng ta không có sự giấu giếm, vì Chúa đã giao cho mỗi một chúng ta công việc chúng ta phải làm. Và chúng ta làm hết sức mình. Và câu Kinh Thánh phải mặc lấy áo giáp sáng láng ở trong Roma đoạn 13 này. Vì một cái phương diện tích cực, chúng ta phải mặc lấy Chúa Jesus Christ trong đời sống của chúng ta. Để vẻ đẹp của Đức Chúa Trời được lộ ra, được bày tỏ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, đáng khi chúng ta phục vụ Chúa với cái quyền năng, với sự điều khiển, với sự giúp đỡ, sự vụ giúp của chính mình Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và một cái phương diện tiêu cực nữa là chúng ta không còn chiều theo những cái tư dục xác thịt hay là nộp mình dưới cái ách nô lệ trong cuộc đời này nữa, trong cái việc say sưa, buông tuồng, bày bạc. Và cảm ơn Chúa, cái điều thứ hai ở trong phân đoạn này, sau khi chúng ta hiểu biết cái nhận thức chúng ta là ai và chúng ta đã biết rằng quý vị và tôi là con của sự sáng láng, và ngày hôm nay Chúa cho chúng ta bước đi ở trong sự sáng láng đó và bước đi như giữa ban ngày. Và điều thứ hai, cái việc ích lợi của sự bước đi trong sự sáng láng đó là nó sinh ra những cái bông trái sáng láng. Ở trong câu số 9 chắc rất rất rõ rõ ràng: vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Cái ích lợi mỗi một chúng ta đang bước đi ở trong sự sáng của Chúa đó là sinh ra những bông trái sáng láng. Và trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và sự nhân từ nó nói đến một cái đời sống con người
luôn quan tâm đến những cái nhu cầu của anh chị em cần cái sự đáp ứng. Và một người công bình nó nói đến cái đời sống công bằng, giống như một cái cân nó cần phải công bằng. Và người đó đã bước đi ở trong sự sáng và biết sự đối xử đúng đắn với những người xung quanh bằng việc công bằng với mọi người. Và cái từ thành thật là điều rất cần thiết, vì Đức Chúa Trời chính là chân thật. Đức Chúa Trời là chân thật, nên mỗi một chúng ta là công dân của Chúa hay là con trai con gái của Chúa thì phải sống chân thật. Và Phaolô đã nhấn mạnh rằng mỗi công dân của Chúa phải nói chân thật với những người lân cận của mình. Như vậy, ích lợi của việc bước đi ở trong sự sáng láng đó là sinh ra những bông trái của sự sáng láng. Và Chúa lại cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta biết phân biệt phải trái. Đáng khi chúng ta bước đi ở trong sự sáng của Chúa thì chúng ta nhận biết rằng cái trái, cái phải ở trong cuộc sống. Và chúng ta không sống như người thế gian vì họ không có nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta học biết và chấp nhận chương trình của Chúa dành cho mỗi một chúng ta ở trong hoạt động, lối sống hàng ngày. Và chúng ta lại càng khám phá và tiếp nhận những cái chương trình tốt đẹp của Chúa dành trên đời sống tôi cùng quý vị, để chúng ta tiếp tục bước đi theo đường lối của Chúa hay là vâng theo lẽ thật của chính mình Ngài. Và Ngài muốn căn dặn với đời sống của mỗi một công dân của Chúa đó là không được thông đồng với những người chưa được cứu. Vì những người chưa được cứu, họ giống như một cái cây nhưng mà không kết quả. Và chúng ta biết rằng một người mà không có kết quả thì cái hậu quả của nó như thế nào? Và trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 18. Và một người ở một cái cây mà không kết quả thì cái cây búa đã kề cái rễ của cây. Vậy hãy cái nào không sanh ra trái thì sẽ phải đốn và trụng. Và Ngài cũng căn dặn chúng ta đừng thông đồng với những người chưa được cứu hay là những người đang sống trong một cái lối gian ác, vì họ giống như một cái cây nhưng mà không có trái. Và Chúa cho chúng ta phân biệt được công việc phải, công việc trái. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa cũng tiếp tục giúp đỡ chúng ta rằng chính lời của Chúa đem đến phơi bày những cái tội lỗi ở trong chúng ta cũng như dân sự của Chúa. Và điều này chúng ta không thể nào thay đổi một con người khác bằng chính đời sống của chúng ta, ngoài trừ lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ thực hiện điều này như thế nào trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay? Đó là chúng ta sống bằng cách thuận phục hay là vâng lời Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm được điều này bởi lời của Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta giúp đỡ những anh chị em ở trong sự sống trong tội lỗi, và chính lời của Chúa sẽ phơi bày những cái tội lỗi ở trong chúng ta trước tiên, và sau đó chúng ta thấy được những dân sự của Chúa đang sống ở trong cạm bẫy của tội lỗi. Và cảm ơn Chúa hơn thế nữa, chúng ta biết rằng lời của Chúa muốn chúng ta khẳng định với mỗi một chúng ta rằng chúng ta sẽ khiển trách và nói ra tội lỗi của những người chưa được cứu ra bằng cách nói lên lời Đức Chúa Trời và lời lẽ thật. Và trong câu số 12 chép rất rõ ràng, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Và cảm ơn Chúa, điều này muốn nhắc nhở rằng chính lời của Đức Chúa Trời sẽ phơi bày tội lỗi tôi cùng quý vị hay là tội lỗi cả dân sự của Chúa chưa biết về Chúa. Và lời của Chúa cũng đem đến sự thay đổi. Và trong câu số 13, nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều đã được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Và như vậy, những cái sự phạm pháp, tội lỗi, giấu kín ở trong lòng con người của chúng ta, nhờ sự sáng của Chúa, chiếu sáng và phơi bày cái đời sống tội lỗi. Và điều này không một người nào có thể thay đổi, thay thế. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua lời của Chúa hay là khi họ nghe về tin lành của Chúa.
Và chính Thánh Linh của Chúa sẽ sử dụng chính lời của Đức Chúa Trời để phơi bày cái sự gian dối của Satan trên đời sống của một con người bị giam trong sự tội lỗi. Và khi lời của Chúa đã được đến thấu hiểu trong tấm lòng của họ, và chính lời của Đức Chúa Trời và chính Thánh Linh của Chúa sẽ phơi bày tội lỗi ra, và họ biết rằng tội lỗi của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và có một cái kết quả đó là họ thừa nhận tội lỗi và hạ mình trước mặt Chúa và nhận lấy sự cứu rỗi. Và một trong những cái lý do mà Đức Chúa Giêsu đã sai Thánh Linh của Chúa đến thế gian này để chỉ ra cái tội lỗi và của trách mỗi tâm lòng đời sống của chúng ta cũng như là công dân của Chúa, và để thế gian biết về tình trạng tội lỗi của họ. Và trong văn đoạn 16 câu 7 câu 8 kỹ thuật rất rất rõ điều đó. Vì khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa hứa Ngài sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Chúa vận hành với mỗi một chúng ta. Và đó là cái ích lợi cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Và chính Đức Thánh Linh của Chúa dùng chính lời của Đức Chúa Trời và lời của Ngài đã ban cho mỗi một chúng ta. Lời đó sẽ sử dụng qua môi miệng tôi trai tớ gái của Chúa, đó là qua quý vị và tôi, để giảng phúc âm của Chúa cho nhiều người biết về tình trạng, về tội lỗi của họ như thế nào trước mặt Chúa. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng chính môi miệng hay là công cụ mỗi một chúng ta để bày tỏ cái tội lỗi của mỗi một công dân của Chúa. Và đang khi họ biết về tội lỗi của họ, họ ăn năn và có một cái sự hy vọng ở trong Chúa Jesus Christ. Và chúng ta cũng biết rằng khi biết tội lỗi của mình rồi và họ không sống ở trong tội lỗi, mà họ có một cái sự hy vọng được cứu. Và cái sự hy vọng tôi của quý vị hay là hội thánh của Chúa, đó là nhờ vào Chúa Jesus Christ. Và chính Chúa Jesus đã đem họ ra khỏi tội lỗi, sự tối tăm hay là sự chết. Có thể mặc dù họ đã xa cách với Đức Chúa Trời và không hiểu biết về chính mình Ngài, nhưng họ có thể nhận sự sáng, nhưng họ cũng hiểu biết về chính mình Ngài và một đời sống mới ở trong Đấng Christ khi họ tiếp nhận Chúa Giêsu. Và cảm ơn Chúa, cái phần thứ ba ở trong phân đoạn này chúng học được đó là cái bí quyết để bước đi ở trong sự sáng của Chúa. Đó là câu số 14 chép rất là rõ ràng. À, trong câu số 14 thì chép thế này: cho nên có chép rằng, ngươi đứa ngủ, hãy thức, hãy vung dậy từ đống trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Dạ cảm ơn Chúa, cái bí quyết để bước đi ở trong sự sáng của Chúa, đó là chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ. Đôi khi chúng ta đang say sưa trong công việc tại làm ngày hôm nay, đôi khi chúng ta đang mê mẩn ở trong những công việc trong thế gian này, đôi khi chúng ta đang chú tâm vào những công việc trong thế gian này nhiều hơn, giống như là ma quỷ nó ru ngủ một cái giấc ngủ giả tạo trên đời sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ và vùng dậy từ trong đám người chết. Và điều này muốn nhắc nhở rằng chúng ta cần dứt khoát ra khỏi cuộc đời sống cũ bằng sự ăn năn thống hối và ghét bỏ tội lỗi xấu xa, và tiếp tục đưa đến chúng ta đến với chính mình Chúa và sống một cuộc đời sống mới ở trong Chúa. Và điều kế tiếp ở trong cái việc bí quyết này, điều thứ nhất, thức dậy khỏi giấc ngủ, vùng dậy từ trong đám người chết và hướng mặt về Đấng Christ. Và chúng ta cần tiếp tục bước tới, chạy đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã trả giá cho tôi cùng quý vị. Và Ngài đã chuộc tội lỗi mỗi một chúng ta. Công việc của mỗi một chúng ta ăn năn và tiếp nhận. Ăn năn và tin nhận, hay là tiếp nhận Chúa cứ thế làm của Chúa cuộc đời của chúng ta. Dạ cảm ơn Chúa, trong phân đoạn này, lời của Chúa tiếp tục khẳng định ở trong văn đoạn 1 để chúng ta hiểu và ý muốn của Chúa như chủ đề trong buổi sáng hôm nay. Ngài ban cho chúng ta sự sống và sự sáng, cũng như lời của Chúa trong văn ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời
và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ở trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lại sự sáng. Dạ, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Ở trong phân đoạn bước đi ở trong sự sáng, ở trong episode này, tôi học được bước đi ở trong sự sáng, và chúng ta nhận thức mình là ai. Và thực sự ngày hôm nay quý vị và tôi là con của sự sáng láng, và chúng ta đang bước đi ở trong sự sáng láng của Chúa. Và những cái ích lợi ở trong sự sáng láng, nó sẽ sinh ra những bông trái của sự sáng láng. Và chúng ta phân biệt được trái phải, điều chúng ta còn phải chọn lựa và tiếp tục ở trong công việc của Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta sự sáng để nhận biết tội lỗi của mình và cũng nhận biết tội lỗi của dân sự của Chúa, để lời của Chúa sẽ phơi bày tội lỗi, và chính lời của Chúa thay đổi cuộc đời tôi của quý vị, và chính lời đó cũng thay đổi cuộc đời dân sự của Chúa chưa biết về Chúa. Cảm ơn Chúa, cái bí quyết để bước đi ở trong sự sáng của Chúa đó là chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ, vùng dậy từ trong đám người chết và hướng mặt về Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn hết thảy quý vị, quý mục sư, quý tôi tớ Chúa đang lắng nghe lời của Chúa trong episode đoạn 5 trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời của Chúa. Thì giờ tiếp theo, xin giao lại cho mục sư Kagan tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa. Ngay từ cơ đoạn 1 thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để khiến chúng ta trở nên thánh không chỗ tật được trước mặt Đức Chúa Trời, để chúng ta trở nên con của Ngài để ngợi khen sự vinh hiển của Ngài. Và đến đoạn 5 này thì chúng ta cũng rất lần nữa lời của Chúa muốn chúng ta bước đi trong sự yêu thương, chúng ta có một đời sống thánh sạch và chúng ta cần có sự khôn ngoan bởi lời của Chúa. Vì mỗi một chúng ta không thể tự nhiên để được trong sạch đâu, nhưng mà chúng ta nhờ lời của Chúa. Lời của Chúa có chép rằng chúng ta được trong sạch lời của Chúa bảo cho, và lời của Chúa là lẽ thật. Lẽ thật sẽ khiến chúng ta trở nên thánh. Dạ, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh mỗi ngày giúp chúng ta yêu mến lời của Chúa và chúng ta thực hành lời của Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Thì chúng ta vì ý muốn và mục đích của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng ta, đó là để chúng ta trở nên hình ảnh của con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Một lần nữa tôi xin đọc ở câu số 8. Câu số 8, số 9. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ trở nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ giữ vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Làm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng ngươi đừng ngủ, ngươi đừng ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Và chúng ta cũng còn những thời gian chúng ta tiếp tục suy gẫm lời của Chúa qua episode đoạn 5 buổi sáng hôm nay. Và kính mời quý tôi tới của Chúa, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa. À, chúng ta trở về với phân đoạn Kinh Thánh episode rất là quan trọng. Thì đầu tiên là xin nghiêm túc là có bốn câu thơ của Phaolô được viết trong tù, chẳng phải là ba. Là Philemon, Ephesos, Colossae và Philip.
Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô thì chúng ta nhìn thấy rằng đúng là đây là một trong những lá thơ mà Phao-lô được viết vào trong tù. Và đang khi ông nhấn mạnh về một cái sự thay đổi lớn cả một cái sách Ê-phê-sô thì chúng ta nhìn thấy rằng đó là một cái chủ đề tập trung vào hội thánh vinh hiển. Và cái mục đích đó là đem đến sự thay đổi lớn ở trên phương diện hội thánh của Chúa. Như chủ đề của một sự gia quy trong một sáng hôm nay đó là bước đi ở trong sự sáng. Và để bước đi trong sự sáng là chúng ta phải nhìn ra hay là nhận diện được sự tối tăm. Và đó là lý do mà ở trong phần này Kinh Thánh so sánh rất là rõ sự tối và sự sáng. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng ở trong câu 8 phần A đó là vãng lúc trước anh em đương còn tăm. Rồi ở trong câu số 11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Và như vậy thì khi mà chúng ta nhấn mạnh đến cái yếu tố của sự tối tăm thì chúng ta nhìn thấy rằng đó là vương quốc của sự tối tăm, và đó là lý do là một chiến trận thuộc linh giữa vương quốc của bóng tối và vương quốc của sự sáng. Và trong cái mùa Giáng sinh này chúng ta cũng chọn ở trong Ê-sai đó. Thì chúng ta nhìn thấy là hình như là không biết mục sư nào chia sẻ ở trong Ê-sai đoạn 1 từ câu 1 đến câu 6 đó, thì ở trong câu 2 nhấn mạnh về yếu tố mà Chúa Giêsu Christ ngày đến. Dân đi trong nơi tối tăm thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu lên những kẻ thuộc về bóng của sự chết. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng sự sáng tượng trưng cho Jesus Christ về sự giáng sinh của Ngài đến. Và trong câu 5 là vì có một con trẻ ban cho chúng ta, có một con trai sanh ra chúng ta đó. Thì như vậy thì Jesus Christ Ngài đến, Ngài là sự sống, Ngài là sự sáng để chiếu trong nơi tối tăm, để chiếu vào trong bóng của sự chết như là ở trong Ê-sai đoạn 9. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng thật Chúa là đấng là sự sáng, và Ngài đến để Ngài đem cái ánh sáng đó trên nhân loại. Thế giới ngày hôm nay ở trong cái quyền của sự tối tăm, và chúng ta nhìn thấy rằng đó là một trong những cái mà rất là nhiều cái ảnh hưởng của tối tăm. Và có một bài báo gần đây họ thắc mắc đó là trong thời gian khoảng 3-4 tháng đây thì rất nhiều trường hợp xảy ra, đó là gì? Đó là con giết mẹ ruột. Kinh khủng, tôi nghe tôi đọc tôi thấy 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 ớn lắm. Nếu mà chúng ta xem một cái báo mới cách đây 2 ngày thì họ liệt kê ra khoảng 10 trường hợp trong 3 tháng trở lại đây thôi. 10 trường hợp, ở trong đó khoảng chừng 7 trường hợp ở miền Bắc, 3 trường hợp ở trong Nam. Ở trong đó có một ở ngoài Đồng Nai và hai ở miền Tây. Còn 8, 7 trường hợp khác là Hải Phòng, ở Hà Nội, vân vân. Và người ta cũng giật mình kinh khủng, kể cả mẹ ruột của mình mà dám giết. Và đó là sự tối tăm. Nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng thế giới ngày hôm nay họ kinh hãi như vậy, nhưng mà thật đó ở trong sự tối tăm. Và chúng ta cầu nguyện để sự sống, sự sáng của Chúa ngài. Nên đó là lý do mà chúng ta ao ước rằng quyền năng sự sáng của Jesus Christ ngài chiếu rọi trên dân sự của chính mình Chúa, trên mọi chúng ta, để quyền năng đó ngài cứu, để đem tình yêu của ngài trên dân sự của chính mình ngài. Và như hình ảnh mục sư Kem có đọc ở trong trái của sự sáng, đó là nhân từ công bình thần, hãy xét điều chi vừa đồng Chúa. Và xin Chúa là giúp đỡ để rồi chúng ta cũng học biết ở trong Galati đoạn 5 câu số 22 đó, trái của sáng của Thánh Linh của Chúa ở cùng thâm viếng trên từng nhân sự của Ngài, để rồi giữ chúng ta trong quyền năng của Chúa. Và điều cuối cùng đó là hãy vụt dậy từ trong đám người chết để đấng Christ chiếu sáng người. Hãy ra khỏi hay là vùng dậy trong đám người chết. Ở trong cái bản ở trong bản hiệu đính thì ghi là hãy vùng dậy từ cõi chết. Hay một bản kinh thánh là hãy trỗi dậy từ chốn tử vong, hãy ra khỏi đó. Và đó là lý do mà khi mà người ta ra khỏi đó thì ở trong câu số 18 phần B đó phải đầy dậy thánh linh. Rồi ở trong câu 21 mới kính sợ đấng Christ mà vẫn phục nhầm. Và như vậy thì khi mà chúng ta ra khỏi cái đám người chết thì đấng Christ sẽ chiếu sáng ở trên mỗi chúng ta. Sự sáng hay là ánh sáng của Chúa này đến
hệ chiếu trên mỗi chúng ta. Và đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy rằng cái năng quyền và sự sống, sự sáng của Chúa đầy dẫy cho nhân sự của Ngài. Ở trong Roma đoạn 13, Roma đoạn 13, câu số 11, Kinh Thánh ghi thế này: Hãy ăn ở như vậy, vì biết kỳ đương lúc chúng ta đây anh em đương ngủ dậy đêm. Sự cứu chúng ta gần chúng ta hơn chúng lúc mà chúng ta mới tin. Đêm đã khuya ngay gần đến. Chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi các thằng thôi giữa bên này. Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa buông tuồng bậy bạ, nhưng hãy mặc lấy đấng Christ. Chớ chăm nom về xác thịt mà làm phỉ lòng dục. Mỗi ước quý vị và chính mình tôi sẽ mặc lấy đấng Christ, mặc lấy sự sống, mặc lấy sự sáng để kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta, để hầu hết chúng ta bước đi trên sư tử răng của Ngài. Còn sư tử tơ vẫn răng ngươi sẽ dày đạp như chưa, bởi vì ngươi chiếu mệnh ta nên ta sẽ giải cứu, ta sẽ đặt ngươi trên cao, bị vì ngươi biết danh ta, người kêu cầu ta, ta sẽ đáp lại trong sự gian chúa, ta sẽ ở cùng giải cứu ngươi và tôn vinh ngươi như ở trong thi thiên đoạn chính mình. Chúa ban phước cho Ngài là Giêsu vinh quang ngời sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tan trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giêsu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi, tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi, sự sáng cho muôn người. Giêsu vinh quang ngời sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tan trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giêsu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian.